làm gì ở đây vậy? Hả? Mèo nó đặt lồng tu trở nè. Cái gì? Anh ngồi trong rừng chi vậy? Đặt lồng tu trở nè, anh thấy mày. Anh đặt chim hả? Ừ. Có không anh? Đã giờ mấy chục con. Anh có biết cái vụ tin ông Tuấn Khỉ gì không anh? Lý của tao đủ mẹ. Em đi gà cá. Em đi gà cá dưới suối dưới kia kìa. Em thấy anh em lên chơi. Tại em thấy anh lúc đó trên kia em lên em tưởng đâu tội phạm đang truy nã. Truy nã gì ông đội? Ai truy nã? Ai biết trên mạng mấy ngày nay thấy truy nã quá trời á. Truy nã gì? Truy nã gì bắn chết 5 người á. Đụng mẹ quay tầm bậy tầm bạ, công an đụng mẹ nó bắt tao, tao đập mày thấy mẹ mày á. Ờ vậy thôi. Thôi em đi nha anh. Anh ngồi đây bí hiểm quá. Ngồi đây nhằm quạt lạ quá. Đặt cu ông nội ơi. Anh đặt chim bên kia hả? Đặt cu vậy anh á. À. Hoài đủ mẹ có con chim nào mà nó dám lại. Quay hoài không nổi. Cái này đối tượng đi đặt chim nha. Không phải tướng khỉ. Thôi, đi đi ổng chửi mình nè. Nó không quay nữa đâu. Đi về đây. Khu vực này bí hiểm quá. Anh ơi anh nằm đây gì vậy? Nằm chờ sống rụng cả. Làm gì quay phim vậy ông nội? Anh lười anh nằm chờ sung rụng anh. Thank you.
anh làm gì đây vậy? Má gặp mày nữa rồi, đâu gặp mày như vậy, mày theo mày ám tao hoài vậy, đâu có quyền với mày chứ hả? Anh ơi, anh làm cái gì hoài vậy? Mày đi theo tao nữa, tao đập mày thiệt á, mày đi theo mày ám tao hoài vậy.